Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa đồng chí chủ các đồng chí chủ trì phiên họp. Kính thưa các quý vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước. Qua báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và qua thảo luận tại tổ và hội trường, các vị đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến phân tích, đánh giá, đóng góp sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, sát thực tiễn về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước ta. Hầu hết ý kiến thống nhất nội dung các báo cáo của Chính phủ và đánh giá cao những kết quả quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực của đất nước ta trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước có nhiều khó khăn, thách thức. Góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính phủ xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã quan tâm và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập, yếu kém, vướng mắc còn tồn tại và khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội đã tâm huyết đóng góp, gợi mở cho Chính phủ, các bộ ngành nhiều giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Điều đó thể hiện tinh thần đồng hành của Quốc hội với Chính phủ trong quản lý, điều hành. Chính phủ xin trân trọng cảm ơn, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng, phù hợp, khả thi của các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước. Trong đó có nhiều vấn đề đã và đang được triển khai, thực hiện, xử lý từng bước có hiệu quả, nhưng cũng có những vấn đề cần phải tiếp tục tập trung nghiên cứu, giải quyết, khắc phục cả trước mắt và lâu dài. Sau đây, thay mặt Chính phủ, tôi xin trân trọng báo cáo, giải trình một số vấn đề được đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri quan tâm, lưu ý. Một, về cập nhật tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2022. Đầu kỳ họp, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về tình hình 9 tháng đầu năm 2022. Đến nay, tình hình thế giới đã có nhiều điểm mới, các yếu tố rủi ro gia tăng cả về mức độ, quy mô, tính chất, phạm vi, nhất là về kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ. Hoa Kỳ tăng lãi suất để chống lạm phát đồng USD tăng giá dẫn đến nhiều đồng tiền chủ chốt khác mất giá, suy giảm tăng trưởng và nguy cơ suy thoái rõ nét hơn. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chủ động tích cực đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự nỗ lực của Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế xã hội nước ta 10 tháng tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 2,89%. Thu ngân sách nhà nước đạt 103,7% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt 17,45 tỷ đô la, tăng 15,2%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 616 tỷ USD, tăng 14,1%, xuất siêu 9,4 tỷ đô la. Xuất khẩu nông sản đạt 45 tỷ đô la và xuất khẩu gạo trên 6 triệu tấn, sản xuất công nghiệp tăng 9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 20,2%. Trên 178.000 doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 58,3% so với cùng kỳ. Thời gian tới, Chính phủ, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ giải pháp đề ra,
khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại, phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu năm 2022 và tạo đà cho thực hiện kế hoạch năm 2023. Hai, về chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Trước bối cảnh khó khăn thách thức nêu trên, công tác chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô sẽ ngày càng gặp nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã kịp thời điều chỉnh biên độ tỷ giá và nâng lãi suất điều hành ở mức độ hợp lý để góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Thời gian tới, chúng ta tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, dao động. Ngược lại, phải luôn bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Nâng cao năng lực phân tích dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án thích ứng hiệu quả. Kiên định mục tiêu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, thận trọng, chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ chặt chẽ hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác, không chuyển trạng thái đột ngột. Tập trung nghiên cứu điều hành cân bằng hợp lý giữa tỷ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sát với thực tiễn của tình hình, bảo đảm thanh khoản tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, an toàn hệ thống ngân hàng và an ninh tiền tệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và các chủ thể liên quan theo đúng quy định của pháp luật bất cứ hoàn cảnh nào, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Chúng ta không thể không quyết liệt xử lý nghiêm các sai phạm tiêu cực. Làm như vậy không những để phát triển lành mạnh, bền vững các loại thị trường, minh bạch nền hành chính, nền kinh tế, mà còn để bảo vệ các nhà đầu tư, các định chế tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp chân chính hoạt động an toàn, bền vững, đúng pháp luật. 3. Về cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu và quyết tâm xử lý các dự án kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Thời gian qua, Chính phủ cùng các cơ quan liên quan đã tập trung chỉ đạo cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém gắn với xử lý nợ xấu và nhiều dự án thua lỗ kéo dài. Trong đó đã có chủ trương giải pháp để xử lý 4 ngân hàng thương mại yếu kém, chuyển giao bắt buộc và kiểm soát đặc biệt 1 ngân hàng. Đó có phương án xử lý đối với 5 trên 12 dự án và đang rất tích cực xây dựng phương án khả thi hiệu quả tốt nhất có thể đối với 7 trên 12 dự án còn lại và các dự án phát sinh khác. Bên cạnh đó đã xử lý xong đưa vào hoạt động các nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1. Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch cơ cấu lại, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý rủi ro, nâng cao năng lực tài chính quản trị của các tổ chức tín dụng yếu kém và các doanh nghiệp dự án thua lỗ kéo dài. Từ các bài học kinh nghiệm vừa qua, cùng với sự ủng hộ của các cấp có thẩm quyền, của Quốc hội và nhân dân, Chính phủ sẽ quyết tâm xử lý hiệu quả các vấn đề này. 4. Về các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản. Thời gian qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy các thị trường này phát triển. Đến nay, thị trường vốn đã cơ bản phát triển đầy đủ với các cấu phần thị trường cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh. Quy mô các thị trường này và thị trường bất động sản tăng mạnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây các thị trường này tăng trưởng nóng, tiềm ẩn rủi ro. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu huy động vốn của các doanh nghiệp tăng cao, trong khi tiếp cận vốn tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. Đa số các nhà đầu tư là nhỏ lẻ, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng, hạn chế. Một số ít doanh nghiệp vi phạm quy định trong phát hành trái phiếu, thị trường bất động sản có cơ cấu chưa hợp lý, mặt bằng giá tăng cao và thanh khoản gặp khó khăn. Cùng với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm
Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi các quy định pháp luật hiện liên quan và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục tình trạng yếu kém. Đồng thời có giải pháp phù hợp, hiệu quả, bảo đảm các thị trường này hoạt động minh bạch, lành mạnh, bền vững theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát hoàn thiện thể chế, trước hết là đề xuất Quốc hội sửa đổi pháp luật về chứng khoán, doanh nghiệp và sửa đổi một số nghị định, thông tư liên quan, tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình, tính tuân thủ của các doanh nghiệp đối với đối tác tham gia thị trường, rà soát có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đầu tư, cung cấp dịch vụ, kiểm soát tốt hơn hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và người yếu thế với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. 5. Về công tác điều hành giá và bảo đảm nguồn cung xăng dầu, trước tình hình giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, Chính phủ đã chủ động kịp thời giảm thuế nhập khẩu xăng dầu theo thẩm quyền và đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường 2 lần đối với xăng dầu để giảm giá, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Chủ động chỉ đạo quyết liệt sản xuất của 2 nhà máy lọc dầu trong nước đang vận hành công suất tối đa, có thể là công suất đến 110% và đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do giá và nguồn cung xăng dầu tiếp tục biến động nhanh, chu kỳ ngắn, khó dự báo, chi phí đầu vào tăng, trong khi đó các cơ quan chức năng chậm điều chỉnh định mức chi phí, sử dụng quỹ bình ổn giá chưa thật sự hiệu quả, dẫn đến hoạt động kinh doanh khó khăn, gây thiếu nguồn cung tại một số địa phương, nhất là các thành phố lớn. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời ứng phó hiệu quả với diễn biến nhanh, phức tạp của thị trường quốc tế và trong nước. Các cái quy định thì chúng ta thiết lập trong cái tình hình bình thường, nhưng mà đến khi tình hình nó không bình thường thì chúng ta phản ứng cái chính sách nó không kịp, chưa kịp thời. Đáng lý tình hình nó không bình thường phải có những cái biện pháp nó khác thường, nhưng mà chúng ta tình hình nó không bình thường, ta vẫn dùng cái biện pháp bình thường. Báo cáo với các quý vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước là như vậy. Thì cái này thì chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm. Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan phản ứng chính sách kịp thời, phối hợp hiệu quả để khắc phục bằng được hạn chế yếu kém nêu trên, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong mọi tình huống. Khẩn trương rà soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng chống buôn lậu, đầu cơ xăng dầu và công tác giám sát, kiểm tra, xác định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu thực hiện nâng tổng mức dự trữ quốc gia và tăng cường năng lực sản xuất ở trong nước. 6. Về giải ngân đầu tư công và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của các cấp, các ngành, các địa phương, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy thực hiện. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện các chương trình này. Ước giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 đạt 297,8 ngàn tỷ đồng trên tổng số là 580.000 tỷ đồng. Nhiệm kỳ này thì chúng ta cũng tăng hơn 120.000 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước về cái vốn ngân sách nhà nước về đầu tư cho đầu tư công. Và đạt 51,34% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2021 là 55,8%. Nhưng cao hơn về giá trị tuyệt đối là 40,4 nghìn tỷ, tương đương tăng 15,7% so với giải ngân cùng kỳ của năm 2021.
triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội đạt một số kết quả bước đầu, nhất là các chính sách giãn thuế, tiền thuê đất, miễn thuế, phí, lệ phí, hỗ trợ tiền thuê nhà. Tuy nhiên, tình hình giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các chương trình này chưa đạt yêu cầu mong muốn của cử tri. Số vốn kế hoạch của năm 2022 còn lại phải giải ngân là khá lớn, khoảng 282.000 tỷ đồng. Trong đó các bộ cơ quan ở Trung ương là 30,5%, các địa phương chiếm 69,5%, vẫn còn 8,3% tổng số vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chưa được phân bổ. Việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% còn rất chậm, gặp nhiều khó khăn. Công tác lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư của 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa hoàn thành ở một số địa phương. Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, nhất là công tác lập kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư ở một số cơ quan, địa phương chưa sát với thực tế. Cơ chế giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, chưa được giải quyết, quy trình thủ tục còn mất nhiều thời gian. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương có nơi, có lúc thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, chưa phát huy tốt vai trò người đứng đầu, có tâm lý sợ trách nhiệm. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa quyết liệt, việc xử lý sai phạm chưa kịp thời, nghiêm minh. Chính phủ đã và đang chỉ đạo quyết liệt khắc phục những yếu kém đã chỉ ra và rà soát tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, thực hiện các cơ chế đặc thù, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các bộ, cơ quan địa phương, rà soát điều chuyển vốn, không để dàn trải, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch từ nay đến hết tháng 1. 7. Về vấn đề bảo đảm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh chậm được khắc phục, làm ảnh hưởng đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch bệnh, giá thuốc trên thị trường thế giới biến động mạnh, số lượng bệnh nhân tăng cao, nhưng nguyên nhân chủ quan là quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm còn những vướng mắc. Còn tâm lý sợ trách nhiệm, một số cán bộ chưa phù hợp với chuyên môn, phân bổ cơ cấu thuốc, đấu thầu tập trung ở cấp quốc gia, cấp địa phương chưa hợp lý. Theo báo cáo của Bộ Y tế, ở Trung ương thì chiếm 16,5%, ở địa phương và các cơ sở y tế là chiếm 83,5%. Để sớm khắc phục tình trạng trên, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương phối hợp khẩn trương rà soát, tham mưu, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của người đứng đầu và cán bộ có liên quan, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, bảo đảm đấu thầu công khai, minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực. 8. Về tình hình xây dựng thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 và năm 2023. Khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 vào quý 3 năm 2021, bối cảnh rất khó khăn do đại dịch COVID-19, tăng trưởng âm ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc xây dựng dự toán chi thu ngân sách nhà nước năm 2022 thời điểm bây giờ ở mức thận trọng chắc chắn là phù hợp để tránh bội chi lớn, bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, nhờ chúng ta chuyển đổi nhanh, kịp thời sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, theo kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Chính phủ, từ quý 4 năm 2021 đến nay, kinh tế phục hồi, tăng trưởng trở lại đã tạo cơ sở tăng thu ngân sách nhà nước. Mặt khác, Chính phủ, các bộ ngành địa phương cũng đã chỉ đạo quyết liệt tăng cường quản lý thu, chống thất thu cùng với giá dầu thô, thu tiền sử dụng đất tăng khá, dẫn đến thu ngân sách nhà nước 10 tháng đã vượt 3,7% dự toán cả năm 2022. Năm 2023, dự báo còn rất nhiều khó khăn thách thức, trong khi cần tiếp tục
giãn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 cần thận trọng, chắc chắn, khả thi để đảm bảo kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ chính phủ trong ngưỡng an toàn. Chính phủ, các bộ ngành địa phương sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, kiên quyết giảm các khoản chi không cần thiết để có thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên cho cải cách tiền lương, đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và ba chương trình mục tiêu quốc gia. 9. Về tăng năng suất lao động. Tăng năng suất lao động là yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh, tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và coi trọng. Thời gian qua, năng suất lao động có bước cải tiến đáng kể, tuy nhiên tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam chưa đủ nhanh để thu hẹp khoảng cách với các nước quốc gia trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và đầu tư cho nhiệm vụ này chưa ngang tầm. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, trình độ công nghệ còn lạc hậu, cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành sản xuất chưa thực sự hợp lý, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ còn có khó khăn, vân vân. Về giải pháp tăng năng suất lao động nhanh và bền vững, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, có cơ chế chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề gắn với đổi mới ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là đối với ngành nông nghiệp. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ bền vững, hiệu quả, hội nhập. Thúc đẩy liên kết giữa các cơ quan doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo và có cơ chế tiền lương phù hợp để khuyến khích tăng năng suất lao động. Kính thưa các quý vị đại biểu Quốc hội, thay mặt Chính phủ, tôi xin trân trọng báo cáo giải trình về một số vấn đề được nhiều vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước quan tâm, lưu ý. Sau đây, tôi xin trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.